Nhận định bóng đá MU với Leicester 21 giờ ngày 10 tháng 1. Thắng tiếp chứ Van Gaal. Ruben Amorim và hành trình phục hưng Man United với bóng đá chuyển trạng thái. Greenwood xem xét kiện Man United. Nhận định bóng đá MU với Leicester 21 giờ ngày 10 tháng 1. Thắng tiếp chứ Van Gaal. Phân tích phong độ MU với Leicester. Trong quãng thời gian ngắn ngủi làm việc cho MU với tư cách huấn luyện viên tạm quyền, huấn luyện viên Ruud van Nistelrooy đã để lại ấn tượng đẹp. Bằng chứng là kể từ khi tiếp quản vị trí của người tiền nhiệm Erik ten Hag bị sa thải, cựu tiền đạo MU đã giúp Quỷ Đỏ bất bại 3 trận liền, trong đó có 2 chiến thắng đều với tỷ số cách biệt. Trận hòa duy nhất của MU cũng không có gì đáng hổ thẹn, bởi đội đã cầm chân họ là Chelsea, thuộc nhóm những đội bóng hùng mạnh nhất nước Anh. Theo lịch trình, huấn luyện viên Van Nistelrooy sẽ tiếp tục nắm quyền ở MU trận đấu tới, trước khi bàn giao lại công việc cho người kế nhiệm Ruben Amorim. Trong trận đấu cuối cùng của mình trên cương vị thuyền trưởng MU, tất nhiên, cựu danh thủ bóng đá người Hà Lan rất muốn dành tặng cho các cổ động viên đội nhà một thắng lợi đáng nhớ. Van Gaal hoàn toàn đủ khả năng làm điều này khi nhận được sự ủng hộ từ các học trò sẵn sàng chiến đấu hết mình vì ông. Đây là thứ mà huấn luyện viên Ten Hag ngay còn chưa bị ban lãnh đạo MU cắt hợp đồng có muốn cũng chẳng được. Cũng cần phải nói thêm rằng, thầy trò huấn luyện viên Van Nistelrooy có lợi thế lớn khi họ được gặp Leicester trong bối cảnh bầy cáo đang sa sút. Chẳng thế mà trong 3 trận gần nhất, đội bóng mùa trước còn góp mặt ở Championship, chẳng giành nổi chiến thắng nào. Đáng chú ý, mới cách đây ít hôm, Leicester đã để thua tan nát 2 năm giữa tay chính MU ở Cúp Liên đoàn Anh trong trận đấu đầu tiên huấn luyện viên Van Nistelrooy dẫn dắt Quỷ Đỏ. Đó đã là thắng lợi thứ 51 của MU trong 101 lần chạm trán Leicester, trong khi số trận thắng của bầy cáo chỉ chưa bằng một nửa với 25 trận. Thông tin lực lượng MU và Leicester mới nhất. Do chưa bình phục chấn thương nên bộ tứ hậu vệ Luxor, Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Thiram Malasia và Lenny Yoro của MU phải làm khán giả ở trận đấu tới. Trong khi đó, khả năng ra sân của Amad Diallo chưa rõ ràng. Bên phía đội khách, cặp đôi Patson Daka và Hamza Sowery đã sẵn sàng tái xuất, còn Jakub Slolasic tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Đội hình dự kiến MU và Leicester. MU với sơ đồ 4-2-3-1 dự kiến gồm các cầu thủ Onana, Dalot, De Ligt, Martinez, Mascherano, Casemiro, Ugarte, Rashford, Fernandes, Garnacho và Højlund. Về phía Leicester City với sơ đồ 4-2-3-1 dự kiến gồm các cầu thủ Hermansen, Justin, Faes, Okoli, Christensen, Soumaré, Wings, Fatagu, Buonanotte, Ayep và Vardy. Chuyên gia bóng đá dự đoán trận MU và Leicester. Theo cái viết Ben Crafton của Sportmon, MU rõ ràng đã thể hiện bộ mặt tích cực hơn hẳn dưới thời huấn luyện viên Van Nistelrooy, cộng thêm thói quen hay bắt nạt Leicester sẽ là bất ngờ nếu họ không kiếm trọn 3 điểm ở trận đấu tới. Thống kê vàng trận MU và Leicester. Ngay ở trận ra mắt MU, huấn luyện viên Van Nistelrooy đã giúp Quỷ Đỏ làm được điều mà họ bất lực dưới thời huấn luyện viên Ten Hag. Cụ thể, đó là ghi 5 bàn vào lưới đối thủ trong một trận đấu ở ngoại hạng Anh. Lịch sử đã chứng minh Leicester là đối thủ rất ưa thích của MU, làm khách trên sân đội bóng mới vùi dập mình không thương tiếc, bầy cáo có nguy cơ lại phải nhận kết cục buồn. Dự đoán tỷ số trận này sẽ là 3-1 nghiêng về phía Manchester United. Ruben Amorim và hành trình phục hưng Man United với bóng đá chuyển trạng thái. Ruben Amorim mang đến hy vọng mới cho Manchester United bằng lối chơi chuyển trạng thái nhanh và linh hoạt chiến thuật. Với sự tự tin và khả năng kiểm soát bóng, Amorim hứa hẹn đưa Quỷ Đỏ trở lại đỉnh cao bóng đá Anh. Manchester United đã phải trải qua những thay đổi lớn dưới thời Erik ten Hag khi ông tiếp quản đội bóng với tham vọng biến Quỷ Đỏ thành một đội bóng chuyển trạng thái hàng đầu. Mùa giải đầu tiên của ông được xây dựng trên nền tảng phòng ngự vững chắc với thủ thành David De Gea giành giải găng tay vàng của Premier League cùng với sự xuất sắc của Marcus Rashford và khả năng kiểm soát thế trận tốt. Tuy nhiên, ten Hag sau đó lại bày tỏ mong muốn chuyển sang phong cách bóng đá chuyển trạng thái nhanh, một quyết định khiến đội bóng gặp nhiều thách thức. Phát biểu sau chiến thắng 2-0 trước Arsenal tại New Jersey, ten Hag nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn trở thành đội bóng chuyển trạng thái tốt nhất thế giới và làm điều đó theo phong cách của Manchester United." Tuy nhiên, mặc dù giành cúp FA, Ten Hag đã bị sa thải chỉ sau 15 tháng khi đội trải qua một mùa Premier League đáng thất vọng và khởi đầu kém thuyết phục ở mùa 2024-25. Man United không còn kiểm soát bóng tốt, dễ bị khai thác và mong manh khi triển khai phong cách mới này. Sự xuất hiện của Ruben Amorim, một huấn luyện viên trẻ người Bồ Đào Nha với phong cách bóng đá táo bạo, đã mang lại hy vọng mới cho người hâm mộ. Thay vì thay đổi toàn bộ triết lý mà Ten Hag đã xây dựng, Amorim có khả năng sẽ khắc phục những điểm yếu trong lối chơi của người tiền nhiệm và nâng cấp đội bóng bằng phong cách của riêng mình. Amorim và Ten Hag có một điểm chung, cả hai đều coi trọng bóng đá chuyển trạng thái. Tuy nhiên, phong cách của Amorim khác biệt ở chỗ, ông mang đến sự linh hoạt chiến thuật và khả năng ứng biến dựa trên điểm yếu của đối thủ.
Amorim đã chứng minh khả năng của mình trong trận đấu giữa Sporting Lisbon và Manchester City ở UEFA Champions League. Trong trận đấu này, Sporting không chủ động giữ bóng, nhưng khi giành lại quyền kiểm soát, họ triển khai lối chơi chuyển trạng thái nhanh đến mức đáng sợ. Một pha bóng từ sân nhà chỉ mất 5 giây để đưa Victor Gyökeres đối mặt thủ thành đối phương. Và không để lỡ cơ hội, Gyökeres dứt điểm chuẩn xác đưa Sporting dẫn trước. Phong cách của Amorim không chỉ dựa trên khả năng chuyển trạng thái nhanh, mà còn nhấn mạnh vào khả năng kiểm soát, giữ vững lối chơi tích cực dù phải đối đầu với các đối thủ mạnh. Theo huấn luyện viên João Nuno Fonseca của Benfica B, Amorim có sự linh hoạt chiến thuật với các điều chỉnh phù hợp theo đối thủ. Đặc biệt, ở các trận đấu châu Âu, thường xuyên sử dụng đội hình 3 trung vệ, Amorim tạo ra các tình huống phòng ngự chủ động và khai thác điểm yếu của đối phương. Một tình huống khác thể hiện phong cách của Amorim là pha ghi bàn của Maximilian Araujo từ đường kiến tạo của Pedro Goncalves. Sporting đã nhử Man City vào lối chơi pressing cao và nhanh chóng phá vỡ áp lực đối thủ bằng các đường chuyền nhanh, hiệu quả. Điều này cho thấy Amorim không chỉ nhấn mạnh vào chuyển trạng thái mà còn tận dụng tối đa việc kiểm soát bóng khi có cơ hội. Phong cách này của Amorim hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Manchester United. Đội bóng hiện đang sở hữu những cầu thủ phù hợp với lối chơi chuyển trạng thái như Rasmus Højlund và Manuel Ugarte. Sự kết hợp giữa Ugarte với vai trò giành lại bóng và Højlund trong các pha chạy chỗ sẽ là nền tảng vững chắc cho chiến thuật của Amorim. Điều khiến Amorim trở nên đặc biệt là cách ông truyền đạt sự tự tin và tinh thần không sợ hãi cho các cầu thủ trẻ. Khác với phong cách có phần bảo thủ và phụ thuộc vào cá nhân của Ten Hag, Amorim tạo ra một môi trường mà các cầu thủ có thể tự do sáng tạo và thi đấu với tinh thần cao nhất. Đây là yếu tố quyết định để các cầu thủ trẻ phát triển tốt nhất, đồng thời tạo động lực và tính chiến đấu cho toàn đội. Erik Ten Hag đã không thành công trong việc xây dựng một Manchester United mạnh mẽ trong chuyển trạng thái, khi ông không thể tìm ra cấu trúc pressing hiệu quả và lối tấn công thường phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân. Nhưng nếu Ruben Amorim có thể cải thiện cấu trúc pressing và xây dựng các bài phối hợp tấn công rõ nét hơn, có thể Quỷ Đỏ sẽ thực sự trở thành biểu tượng của bóng đá chuyển trạng thái, điều mà Ten Hag từng hướng tới. Với tài năng và sự linh hoạt trong chiến thuật, Ruben Amorim có thể đưa Manchester United trở lại với bản sắc bóng đá tấn công và tạo dựng một đội bóng đủ sức cạnh tranh với các đối thủ lớn tại Premier League và châu Âu. Greenwood xem xét kiện Manchester United. Truyền thông Anh cho rằng tiền đạo Mason Greenwood có thể xem chiến thắng của Benjamin Mendy trước Man City là ví dụ để đòi lại quyền lợi từ Manchester United. The Sun cho biết đội ngũ của Greenwood đang xem xét khả năng khởi kiện Quỷ Đỏ, ngôi sao người Anh bị cáo buộc hành hung bạn gái Harriet Robson. Dù chỉ đang trong giai đoạn điều tra, Greenwood vẫn bị MU đình chỉ thi đấu. Sau đó, chân sút này được tòa tuyên trắng án và được phép quay trở lại thi đấu. Đây là điều đã được dự đoán từ khi cáo buộc hình sự chống lại Greenwood bị hủy bỏ, The Sun bình luận. Câu lạc bộ ghi nhận vụ việc của Mendy và những ảnh hưởng mà vụ kiện này có thể mang lại cho họ. Tuy nhiên, hai vụ việc này về cơ bản là khác nhau. Mendy bị đình chỉ thi đấu mà không có lương, trong khi Mason đã được trả lương đầy đủ. Greenwood từng được xem là tài năng trẻ triển vọng nhất châu Âu, nhưng những cáo buộc ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị thương hiệu của chân sút này. Đại diện của Greenwood được cho là vẫn không hài lòng với cách mà MU xử lý trường hợp của thân chủ mình. Đồng thời, phía Greenwood cũng tin rằng khả năng kiếm tiền của anh bị ảnh hưởng lâu dài bởi sự cứng nhắc của câu lạc bộ. Nếu quyết định kiện MU ra tòa, Greenwood có thể tập trung vào việc đòi tiền bồi thường cho việc mất đi nguồn thu nhập tiềm năng và các hợp đồng tài trợ trong tương lai, thay vì đòi tiền lương chưa được thanh toán. The Sun bình luận, Greenwood cũng có thể yêu cầu bồi thường cho những tổn hại đến sức khỏe tinh thần. Vụ việc của Mendy đã tiếp thêm sức mạnh cho những người như Greenwood. Họ cảm thấy cậu ấy bị đối xử không công bằng. Nhưng câu lạc bộ hiển nhiên sẽ nhờ tư vấn pháp lý ở mọi giai đoạn và sẵn sàng nếu Greenwood quyết định theo đuổi vụ kiện. Greenwood đang thi đấu cho Marseille trong mùa giải 2024-25. Đội bóng nước Pháp chi 30 triệu bảng để đón anh về chơi bóng trong mùa hè vừa qua. Sau 11 lần ra sân, Greenwood ghi 8 bàn và có 1 kiến tạo. Trong khi đó, hôm 6 tháng 11, Mendy được tòa án lao động ở Anh tuyên bố thắng kiện trong cuộc chiến pháp lý với Man City. Đội chủ sân Etihad phải thanh toán khoản tiền bồi thường 11,5 triệu bảng cho 22 tháng mà hậu vệ này bị tạm giam để phục vụ điều tra. Trước đó, Mendy bị vướng vào cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ 24 tuổi trong phòng ngủ tại nhà riêng ở Chelsea của Anh vào tháng 10 năm 2020.